Phật tử, đó là 10 pháp không thẢ nghĩ bàn của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp không thẢ nghĩ bàn vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có mười lời khéo léo bí mật những gì là mười đó là lời khéo léo bí mật ở trong tất cả kinh phật lời khéo léo bí mật ở tất cả nơi thọ sinh lời khéo léo bí mật nơi tất cả bồ tát thần thông biến hiện thành đẳng chánh giác lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh nghiệp báo lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh khởi nhiễm tịnh Lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp môn rốt giáo không chướng ngại. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả hư không giới, nơi mỗi mỗi phương đều có thế giới, hoặc thành hoặc hoại, trong đó không có gì hết lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp giới tất cả mười phương cho đến nơi vi tế đều có như lai thị hiện sơ sinh cho đến thành phật vào bát niết bàn đầy khắp pháp giới đều phân biệt thấy được lời bí mật khéo léo thấy tất cả chúng sinh bình đẳng niết bàn không biến đổi mà chẳng xả bỏ đại nguyện vì nhất thiết trí nguyện chưa được viên mãn khiến cho viên mãn đầy đủ lời bí mật khéo léo tuy biết tất cả pháp chẳng do người khác dạy mà tự giác ngộ nhưng chẳng bỏ lìa các thiện tri thức ở chỗ như lai càng thêm cung kính với thiện tri thức hòa hợp không hai đối với các căn lành tu tập gieo trồng hồi hướng an trụ cùng một việc làm cùng một thẻ tánh cùng thoát khỏi cùng một thành tựu đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được lời bí mật khéo léo vô thượng của như lai Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ trí khéo phân biệt, những gì là 10, đó là trí khéo phân biệt vào tất cả cõi, trí khéo phân biệt vào tất cả chỗ chúng sinh, trí khéo phân biệt vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào căn của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào nghiệp báo của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả thanh văn, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả độc giác, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Bồ Tát, trí khéo phân biệt vào tất cả pháp thế gian, trí khéo phân biệt vào tất cả Phật pháp, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trí khéo phân biệt các pháp vô thượng của tất cả chư Phật